À, dạ em xin phép chào tất cả cô chú anh chị và chào tất cả mọi người. Hôm nay là phiên lân rừng tối ngày 28 tháng 2 năm 2023 nha mọi người. Thì hôm nay bên em về được một số cái mặt hàng lân rừng, thì sau công tác chuẩn bị thì em đã chia ra từng hình và đánh số thứ tự, thì mọi người xem đạt được hình nào thì chốt hình đó nha mọi người. Thì hôm nay em điểm sơ qua thì em gồm có lan kiều cam nha mọi người, hay gọi là thủy tiên cam đấy. Rồi tiếp theo một phần kiều cánh tua, ba phần lan bò cặp rừng, các phần lan hài táo và các nguyên bản và combo lồng sọ nha mọi người đấy. Rồi về cái gì thì em bán cái đó nha mọi người. Rồi trước khi vào qua chi tiết thì em sẽ giới thiệu kênh của em. Kênh của em là kênh Núi Rừng Tây Nguyên Channel 2. Số điện thoại Zalo liên hệ là 0706115694. Mọi người đặt hàng thì gọi điện thoại trực tiếp cho em một số điện thoại này. Trường hợp mà điện không được thì mọi người làm nhắn tin, em sẽ chốt hàng qua tin nhắn về để cho mọi người trong thời gian sớm nhất nha. Rồi bên em đồng giá ship 30k trên một đơn hàng, ship này ship nhanh tầm 2 đến 3 ngày thì mọi người nhận được hàng nha. Rồi thống nhất phí ship là 30k, một đơn thì 30k và nhiều đơn thì 30k nha mọi người. Rồi. Thì bên em vẫn chưa có sản phẩm trà giá rừng, nhưng mà thì khi nào có thì em sẽ tiếp tục chia sẻ cho mọi người về dùng thử. Thì một sản phẩm hỗ trợ điều trị dạ dày, diệt vi khuẩn HP, kháng viêm, ăn thần các loại nha mọi người. Thì nó đặc biệt tốt cho cái hệ tiêu hóa, đặc biệt là dạ dày, đại tràng, trực tràng. Thì mọi người quan tâm thì theo dõi kênh thì nhấn vào nút đăng ký kênh lúc này và bấm vào chuông thông báo bên cạnh để nhận tất cả các clip trên kênh một cách nhanh và sớm nhất người. Rồi thì em sẽ giới thiệu từ trên xuống dưới cho mọi người dễ theo dõi nha. Rồi đầu tiên là lan kiều cam nha mọi người, cái hàng về hôm nay cũng rất là ok nha mọi người. Rồi trước khi vào quay thì em sẽ giới thiệu cái mặt hoa của kiều cam. Hai hoa kiều cam thì hoa kiều cánh trắng hồng cam vàng mọi người. Đó. Cái này kiều cam hay gọi là thủy tiên cam, hay gọi là có một số nơi gọi là lan lồng đèn, về cái chùm hoa nó giống như lồng đèn mọi người. Đó là kiều cam. Thì cái vùng ở trung tâm em bán kiều cam thì đôi khi là khách về sổ ra được kiều mỡ gà nha mọi người. Và có khi là kiều có hồng và nghệ như thế này mọi người. Đấy. Và đây nó có thể là cánh cam như thế này. Đó. Như này là kiều cam này, nó màu cam thì kiều cam. Đấy thì nó ra cái gì thì được hai cái đó nha mọi người. Nó lăn quanh lăn quẩn mấy cái này thì nó nhiều lúc nó nở hoa ra thì mình dễ phân biệt, chứ không là nó cũng khó. Đó là lan kiều cam nha mọi người. Đấy. Thì mọi người trồng nhiều vòi hoa thì nó sẽ tạo ra những cái chăm sóc tốt á, chọn nhiều những cái vòi hoa như thế này đẹp như thế này mà tác phẩm kiều thì trồng khá là hay và đẹp nha mọi người. Rồi đó là lan kiều cam nha mọi người. Rồi hình số 1 mọi người. Đấy, hình này 150 cho 2 dề nha mọi người. Rồi đây là dề đầu tiên này đó. Thì dề này nguyên dề khá nhiều thân tơ nha mọi người đó. Một dề nhưng mà thân tơ khá nhiều luôn, chỉ thấy toàn là thân tơ thôi nha mọi người. Nó như thế này thì thân nó hơi xanh và hơi vuông vuông nha mọi người này. Rồi thì nó thì lần quẩn thì nó cũng các loại hoa đó em đãi rồi. Đấy, nguyên dề rất đẹp nha mọi người đó. Rồi tiếp theo là dề số 2 nha mọi người, đây nguyên dề này đó. Thì này cũng một cây gì rất đẹp. Thế này thì thân tím này, lá của nó là 2, 4, 6 lá nha mọi người. Thân của nó thì hơi tím và hơi vuông vuông đấy. Đó, cũng khá là hay nha mọi người. Dòng kiều cam đây, 2 dề nha mọi người. 2 dề đầu tiên giá là 150 nha mọi người. 30k ship thì 108. Rồi, 2 dề rất đẹp nha mọi người. Rồi tiếp theo là dề số 2. Hình này 150 cho 2 dề luôn. Đây, hôm nay chỉ có hai cái phần này được đấy nha mọi người. Đấy. Thì một cái dề lớn này, đó, thì cây cũng có 1 2 3 4 5 thân tơ nha mọi người. Đấy. Dề thì nó chỉ có thân tơ thôi nha mọi người. Đó, thì thằng này nó đang ra một cái nụ này. Đấy, cái nụ của nó thì nó có cái điểm màu tím 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 nha mọi người. Chứ mà nếu mà cánh trắng thì nó trắng hết rồi. Đấy, này thì cũng không biết ra cái gì này mà. Đấy. Cây lớn nha mọi người, nguyên dề. Đây ngoài tự nhiên nó mọc như thế này. Rồi tiếp theo là dề số 2 này. Đấy, dề này cũng một cái dề cũng 1 2 3 4 4 thân tơ nha mọi người. Đấy, cũng rất là đẹp nha mọi người. Đấy. Thì thế tự nhiên của nó như thế này.
Thằng này thì nó cũng đang có một cái nụ nha mọi người. Đó. Nụ này thì nó hơi ấy đấy nhưng mà à, cây nó rất đẹp nha mọi người. Hai dề đấy. Và hai dề này đang nụ hoa luôn. Đấy. Nó đẹp. Thì lớn nha mọi người, cây lớn. Rồi hình số 2, 150 nha mọi người. Rồi tiếp theo là đến hình số 3. Hình số 3 là hình 100, cái một nguyên bản cộng một dề. Rồi, đây là cây nguyên bản nha mọi người. Đấy. Các bạn cũng khá là đẹp nha mọi người. Đây, thân lá đây 2 4 5 lá đây. Đấy, rất là đẹp nha mọi người. Này thì nó hơi cụp xuống nha mọi người. Đây, này nó có một cái nụ nhưng mà nó bị con gì nó ăn mất rồi nha mọi người. Nó nụ màu tím tím này. Thân nó như thế này. Rồi tiếp theo, về số 2 này, cái dây này thì gồm có 1 2 3 4 5 6 thân tơ nha mọi người. Sáu thân tơ cũng rất là đẹp, sáu bảy thân tơ, rồi hai một nguyên bản và một dề nặng 100 nha mọi người, lá nó rất là dày, đấy, rất đẹp, hình số 3 100 nha mọi người, rồi tiếp theo là đến hình số 4, hình số 4 100 cho ba dề, rồi đây là dề đầu tiên này, đấy, một này, hai ba này, bốn năm này, đấy, này thì thân nó lại xanh, đấy. Rồi tiếp theo là dề số 2 này. Nó số 2 à, có 1 2 3 4 4 thân tơ nha mọi người. Này cũng rất là đẹp nha mọi người. Đó. 2 4 5 lá. Rồi tiếp theo dề số 3 nè. Đấy dề này cũng có 1 2 3 thân tơ nha mọi người. Đấy. 3 thân tơ hình số 4 100 cho 3 dề nha mọi người. Đấy. Rồi tiếp theo là đến hình số 5. Hình số 5 cho 100.000 cho 3 dề luôn. Rồi đây là dề đầu tiên này, cái dề này dề kiểu thân nó cũng khá là hay nha mọi người, đấy, vuông vuông và lùng lùng đó, thì nói chung là em gọi chung là kiều cam, đấy, nào nó nở hoa rồi thì dễ ấy hơn. Hai này, ba bốn năm sáu cái thân tơ nha mọi người, này thì nó thân xanh hơi vuông vuông nha mọi người, đấy. Rồi tiếp theo dề số 3 này, đấy, còn có 1, 2, 3, 4 thân tơ nha mọi người, đó, rồi ba dề. Ba dề hình số 5 100.000 nhưng mà sưu tầm. Rồi tiếp theo là đến hình số 6 100.000 cho ba dề luôn. Rồi đây là dề đầu tiên này. Đây cũng có 1 2 3 4 5 thân tơ này. Rồi tiếp theo là dề số 2 này, cái này cũng có 1 2 thân tơ này. Rồi tiếp theo là dề số 3 này, cũng có 1 2 3 4 5 6 7 thân tơ nha. Đấy. Rồi hai hình này ba dề 106. Rồi tiếp theo là đến hình số 7 nha mọi người, 100.000 cho 4 dề. Rồi đây là dề đầu tiên này, đó, cũng khá như thân tơ nha mọi người, nó đẹp. Rồi tiếp theo dề số 2 này. Nó dề này nó cũng là khá là ok, đấy. Thân này đấy. Rồi tiếp theo dề số 3 này. 1 2 3 thân tơ nha mọi người, đó. Này thằng nó hơi tím rồi. Tiếp theo về số 4 này, 1, 2, 3 thằng tơ đấy. À, ngoài tự nhiên nó mọc nhiều cái thế, nhiều cái kiểu nó cũng rất là hay nha mọi người. Mọi người về ghép lại chọn cái tư thế chỗ nào ghép lại cho nó đẹp là được. Hình 7, 100. Rồi tiếp theo là đến hình số 8 nha mọi người. Đây 100.000 cho 5 dề. Rồi đây là dề đầu tiên này, cũng có 2 thằng tơ này. Tiếp theo dề số 2 này, cũng có 3 thằng tơ này. À, tiếp theo là dề số 3 này, 3 thân tơ này. Tiếp theo dề số 4 này, còn có 1, 2, 3 thân tơ này. À, tiếp theo dề số 5 này, 1, 2, 3, 4 thân tơ này. Dề này đang có nụ hoa nha mọi người. Cái này thì nó lại màu xanh hơn. Đấy. Rồi, phần kiều số 8 nha mọi người, 100.000, 5 dề nha mọi người. Đó là kiểu cam số 8. Rồi tiếp theo là đến hình số 9. 100.000 cho 5 dề. Rồi đây là dề đầu tiên này, còn có 1 2 3 thân tơ này. Rồi tiếp theo dề số 2 này. Cái dề này còn 1 2 3 thân tơ này, cái này bờ hoa của cũ của nó nha mọi người. Rồi tiếp theo dề số 3 này, đấy còn có 1 2 này, 3 này, 4 này, đấy. Rồi tiếp theo thì số 4 này, 1 2 thân tơ này. Đấy.
Ở tiếp theo thì số 5 nha mọi người. Như này lá cũng đẹp, 2 4 5 lá. Thân nó hơi vuông vuông nha mọi người. Rồi, kiều cam hình số 9 nha mọi người, 100.000 cho năm về. Ở tiếp theo hình số 10, 100.000 cho 6 về nha mọi người. Đây về đầu tiên nè, đó. Rồi tiếp theo là về số 2 nè. Đó. Rồi tiếp theo là về số 3 nè, 1 2 3 4 con tơ, đây càng rất đẹp nha mọi người. Về số 4 nè. Về số 5 nè. Đó. Này lá nó này nói nè. Đó, khá là hay. Rồi tiếp theo về số 6 nha mọi người. 6 về hình số 10, 100.000. Tiếp theo hình số 11, 100.000 cho 12 về. Rồi đây là về đầu tiên nè. Rồi tiếp theo là về số 2 nè. Rồi tiếp theo là về số 3 nè. Tiếp theo là về số 4 nè. Rồi tiếp theo là về số 5 nè. Rồi tiếp theo là về số 6 nè. Rồi tiếp theo là về số 7 nè. Rồi về số 8 nè. Về số 9 nè. Về số 10 nè. Số 11 nè. Về số 12 nè. Đó, 12 về kiểu cam này thân nó tím tím nha mọi người. Rồi hình 11 100.000 nha mọi người. Đó, kiều cam. Tiếp theo là một cái hình nguyên bản nha mọi người, nguyên bản kiều cam. Đây nguyên bản lớn 150 nha mọi người. Đấy, cây nguyên bản này thì mọi người không cần phải ghép. Nó đã thích nghi sẵn rồi. Đấy, thì chỉ về chỉ cố định vào và chơi thôi. Đấy. Còn có 1 thân tơ này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này. Đến 7 thân tơ luôn nha mọi người. Đấy, một cây như thế này 7 thân tơ luôn. Đó, cây nguyên bản rất là chắc chắn rồi nha mọi người. Đấy. Rồi, này nguyên bản 150 nha mọi người. Đấy. Mọi người về cố định lại là đẹp ha. Đấy. Rồi, hình 12 150. Đó là kiều cam nha mọi người. Đấy. Rồi tiếp theo ngày hôm nay em có một phần lăng kiều cánh tua. Đấy, mặt hoa của nó đây nha mọi người, hoa màu vàng, hai cái cánh vai của nó tua tua thì gọi là kiều cánh tua. Đó thì hoa nở dần chùm nha mọi người. Đấy, nó đẹp nha mọi người. Đấy. Đó là lăng kiều cánh tua nha mọi người. Đấy. Rồi hình 13, 100.000 cho hai dì lớn nha mọi người. Đấy. Rồi đây là dì đầu tiên này. Đó. Thì cái này cũng khá nhiều thân tơ nhưng mà em người về cố định lại, cái gì này cũng khá lớn nè. Đó thì chuẩn bị cây nó sẽ cho hoa nhưng mà đây về số 2 này. Đó, này nguyên bản nhưng mà nó bám trong ngoài như thế này. Đó, này những cái thân mà nó lớn như thế này á, thì bữa nó cho hoa thì nó sẽ cho hoa được nhiều. Đó, trên một cái cành như thế này thì nó ra hoa rất nhiều nha mọi người. Dài mà, cây khỏe nữa nên cái vòi hoa sẽ dài hơn. Đó, gì lớn như vậy, nguyên gì lớn như vậy. Đó. Rồi mọi người cố định từng thân là nó khá nhiều thân tơ nhưng mà kết quả nó sẽ ra cây con ở trên này nữa này. Đó. Rồi hai dì kiểu cánh tua, hàng lớn dài nha mọi người, hình 13-100. Đó là kiểu cánh tua. Rồi tiếp theo ngày hôm nay thì em có ba cái phần lan bò cạp rừng như vậy. Rồi thì hoa có bò cạp thì nó kiểu hoa như thế này nha mọi người, rằng rẻ như thế này. Thì nó cái dòng này nó cũng khá nhiều mặt hoa nha mọi người. Đấy, thì này mặt hoa tham khảo cho mọi người. Đó. Rồi, hình số 14 nha mọi người, 200.000 cho hai cây lớn này. Đấy. Rồi đây là cây đầu tiên này. Đấy, thì thằng này khá là đẹp luôn nha mọi người. Đấy. Đây thì mọi người chú ý cái dòng bọ cạp này này. Đấy. Thì nó lên cái bọ hoa như thế này, nó ra rất là dài. Và trên cái thân của nó này, đó bắt đầu nó phân nhánh phân hoa. Cái mút cây này là cây đang nụ nhưng mà cái nụ của nó do quá trình khai thác này nó cũng bị vấn đề rồi nên mọi người có thể bị không chơi được rồi. Đấy, thì nó phân nhánh ra và nó có hoa nên là khi mà nó ổn định này kia thì nó sẽ có nhiều cái bông hoa. Đây một cái mắt này là một cái hoa nha mọi người. Đấy, ở một cái này là một cái nụ hoa đó. Đấy. Rồi đó là cái hay của dòng lan bò cạp nha mọi người. Đó, cây Vanda để gió nha mọi người. Bên đây để gió rất đẹp đấy, như thế này đây. Thì nó ra một cái vòi hoa như thế đấy, khá là hay, một loại lan rất đáng được sưu tầm nha mọi người. Đó. Này thì nó dòng bên đây để gió thì nó lại thích nó ẩm thường xuyên nha mọi người. Đấy, ẩm thoát gió và có thoáng thoát nước nha mọi người. Đấy. Và có gió nữa đấy.
đây là cây số 2 này, đây, cây lớn số 2 nha mọi người. Rồi hai cây này giá nó là 200 nha mọi người. 200.000 cho cái hai cây lớn này. Đấy, quá đẹp nha mọi người. Rồi hình 14 200. Rồi tiếp theo là đến hình số 15 nha mọi người. 15 cho 150 cho ba cây. Đấy. Rồi đây là cây đầu tiên nha mọi người. Đấy, rất là đẹp. Cây lớn luôn nha mọi người. Rồi tiếp theo là cây số 2 này. Đó, cũng khá là ok luôn. Rồi tiếp theo là cây số 3 này. Đó, 3 cây nha mọi người. 3 cây lan bò cạp. Cái dòng này thì ngọn nó có vấn đề này kia thì nó sẽ ra cái nhánh mới nha mọi người. Như cái này này. Lan có vấn đề thì nó ra cái cây này. Đấy. Cái hai của bò cạp mình thấy. Rồi hình 15 150 nha mọi người. Đấy. Tiếp theo là đến hình số 16 100.000 cho 4 cây. Rồi đây là cây đầu tiên này. Đây là cây đầu tiên này. Rồi tiếp theo là cây số 2 này. Rồi tiếp theo là cây số 3 này. Đây cái dòng này thì nó ra bên để gió này. Đây này đang nứt rễ ra nha mọi người. Đó, chơi rễ không cũng hay. Đấy, 3 này. Rồi tiếp theo là cây số 4 này. Đó, 4 cây bò cạp nhỏ như thế này nha mọi người. Đấy. Hình 16 100.000 cho 4 cây. Đó là hôm nay cũng có 3 phần ra bò cạp đó thôi nha mọi người. Đấy. Rồi tiếp theo ngày hôm nay em có 4 cái phần hình là hài táo, em mặc hoa và hài táo đó nha mọi người. Đấy thì hoa một loại địa lan hài cho hoa rất là đẹp nha mọi người. Thế nên mọi người trồng mà về nó nhiều thế này kia thì nó sẽ lên dày cái bòi hoa như thế này, trồng này sẽ rất là đẹp nha mọi người. Đó rồi đó là lan hài táo nha mọi người. Đấy, hình 17 nha mọi người. 100.000 cho ba dây lớn này. Rồi đây là dây đầu tiên nha mọi người. Đấy cây cũng khá đẹp nha mọi người. Cái dòng này thì nó lên và nó lên cây con này nha mọi người. Thế này như thế này một người trồng thì nó bên lan ra nó sẽ lên. Cái bờ hoa của nó lên như thế này nha mọi người. Cái này nó còn cao hơn nữa mà nó chưa nở đó. Đấy. Rồi tiếp theo về số 2 này. Dây số 2 nha mọi người. Rất đẹp. Rồi tiếp theo là dây số 3 này. Đấy. Ba dây 28 rất ok. Rồi cái này mọi người trồng như địa lan là được nha mọi người. Hỗn hợp các loại xay dừa, than vụn rồi phân trùng nha mọi người. Đấy, trồng lại như đất đó, mọi người trồng. Đấy, hình 17 100 nha mọi người. Tiếp theo hình 18 100.000 cho ba dây lớn luôn. Đó, đây là dây đầu tiên này, mọi người thấy không? À, cái con nó đang nứt lên lần lên này. Đó. Rồi tiếp theo dây số 2 nha mọi người. Đó, cây lên rất đẹp nha mọi người. Rồi tiếp theo là dây số 3 này. Đó, ba dây. Ba dây táo rất đẹp nha mọi người. Hình số 18 100. Rồi tiếp theo là đến hình số 19 100.000 cho 5 dây. Rồi đây là dây đầu tiên này. Rồi tiếp theo là về số 2 này, rất đẹp nha mọi người. Rồi khi nó nở nó bung thì cái bông hoa nó thường rất là to nha mọi người. Đó. Rồi tiếp theo về số 3 này, đấy, này cái con đang lên nha mọi người. Dòng này rất là khỏe, đấy, mọi người nhìn cái rễ này, đó, rất là khỏe luôn. Này cây rất là mạnh. Đấy. Rồi về số 4 này. Đó. Rồi tiếp theo là số 5 này, đó, này cái con đang lên này. Đấy. Đây cũng đang lên nha mọi người. Đấy. Rồi, 5 dây hài táo nha mọi người. 5 dây hài táo hình số 19, 100.000. Rồi tiếp theo là đến hình số 2. Xem hình số 20, 100.000 cho 7 dây. Rồi đây là dây đầu tiên nha mọi người. Đấy. Rồi tiếp theo là dây số 2 nè. Rồi tiếp theo là dây số 3 nè. Rồi tiếp theo là dây số 4 nè. Tiếp theo là dây số 5 nè. Đây là dây số 6 nè. Đây cái con đang lên nè. Tiếp theo là dây số 7 này. Đó, 7 dây hình 20 100.000 nha mọi người. Rồi, tiếp theo là đến hình 21 hai nguyên bản 100 nha mọi người. Thì gồm có nguyên bản xương cá và cái lọc nha mọi người. Đây, đây một cây nguyên bản xương cá này. Đó, thì cái này nguyên bản luôn, mọi người về sưu tầm cái dòng xương cá. Đó. Nguyên bản thì mọi người không cần phải đâu, về bỏ chậu là được rồi. Đó. Đó, nguyên bản khá là chắc chắn nha mọi người. Đó này thì mọi người có thể về ghép thêm cái lan khác cũng được. Rồi tiếp theo là một cái cây nguyên bản lỏng nha mọi người, lỏng tím này, tím hồng này.
cây rất đẹp nha mọi người. Và cái cây thanh đạm cánh bướm, một trong những cái dòng thanh đạm mà cho hoa rất là thơm, thơm như mùa nước hoa nha mọi người. Đó, rất là hay. Đó, rồi hai nguyên bản mọi người, giá là 100.000, hình 21. Rồi tiếp theo hình số 22, 100.000 cho 3 nguyên bản. Rồi nguyên bản đầu tiên còn có cây lọng này và cây hoàng long vĩ, hoa này hoa màu vàng rồi, rất là đẹp rồi. Đây hoàng long vĩ này, đây hoàng long vĩ này, hoa này lọng này. Đó. Rồi tiếp theo là một cây nguyên bản lọng nữa, rất là đẹp này rồi. Đây, đây sống sẵn rồi, đây là nguyên bản luôn rồi. Đó. Rồi tiếp theo là cây nguyên bản hoàng thảo hương duyên rồi, đấy. Bao nhiêu luôn. Đấy. Cái này thì chơi đặc biệt cho thân lá nha mọi người. Hoa của nó rất nhỏ nhưng mà thân lá nó rất đẹp. Nó sẽ tích lại nó rất là ok. Đấy. Rồi, ba nguyên bản nha mọi người. Đấy, hình này 100, hình 22. Rồi, cuối cùng là hình cuối cùng hình 23, 100.000 cho cái combo lộn xộn 100.000 nha mọi người. Thì nó gồm có các loại lan. Đây này lan kiều nha mọi người, lan kiều cam này. Đó, cam này. Nhẹ nhỏ và thân tơ khá nhiều nha mọi người. Rồi khá là hay. Rồi tiếp theo là kiều cánh tuân, đó, hoa màu vàng. Này về kiều cam. Đó. Rồi, cái này một cái về lan kiều vung, này hoa cũng rất đẹp nha mọi người, hoa cánh trắng hồng vàng nha mọi người. 1 2 3 4 thân tơ nha mọi người. Kiều vung như thế này là rất đẹp nha mọi người. Còn có 2 4 6 lá luôn. Đấy. Ở đây. Rồi, tiếp theo là cây một chè vũ nữ rừng nha mọi người. Rồi, một cây nguyên bản vải rồng nha mọi người. Hoa màu vàng rất đẹp. Này hoàng thảo hương duyên nè. Này hoàng thảo hương duyên nè. Đây, này là mấy cây hoàng thảo bạch đỏ nha mọi người. Đó, cái gì hoàng thảo bạch đỏ nhỏ và một cái loại hài táo nhỏ nha mọi người. Đấy, hài táo bé. Mọi người có thể trồng. Đấy, nó lành khỏe hết nha mọi người. Đây. Đó. Nước lên cái còn mới nó bình thường. Đấy. Rồi, đó là hình combo lồng sộng 23 nha mọi người. Đấy. Rồi, đó là toàn bộ cái lô hàng ngày hôm nay của em. Mọi người đặt hàng thì gọi điện thoại trực tiếp cho em, số điện thoại là 0706115694 mọi người. Thì trường hợp mọi người điện không được thì mọi người vui lòng nhắn tin, em sẽ chốt hàng qua tin nhắn và đi cho mọi người thời gian sớm nhất nha. Rồi bên em đồng giá ship 30k đây một đơn hàng, ship này ship nhanh, tầm 2 đến 3 ngày thì mọi người nhận được hàng nha. Rồi thấm nhất phí ship là 30k đây một đơn. Đấy. Một đơn thì 30k, nhiều đơn thì 30k nha mọi người. Rồi một lần nữa thì em xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi, ủng hộ cái kênh bên trong suốt thời gian vừa qua. Thì để nhận những cái clip mới, mọi người nhấn vào nút đăng ký kênh lúc này, bấm vào chuông thông báo bên cạnh để nhận tất cả các clip trên kênh một cách nhanh và sớm nhất nha mọi người. Rồi một lần nữa thì em xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ em, cũng giống như ủng hộ người đồng bào tại địa phương em thì người ta đã bỏ chút công sức vào rừng hái những nhành lan và cho mọi người sưu tầm. Em xin chân thành cảm ơn. Rồi chúc tất cả mọi người một buổi tối thật là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Em xin phép dừng clip tại đây. Rồi chào tất cả mọi người nha. Dạ rồi.